giúp mình liên lạc với chị Hà Nguyễn để có thể lấy nhận thông tin và gửi phần quà đến cho chị Hà Nguyễn nhé. Dạ vâng. Tiếp theo của buổi hội thảo thì em có mẫu một minh họa một bộ báo cáo tài chính kết một bộ báo cáo tài chính của năm 2023 như sau. Thì như mọi người có thể thấy là từ cái chỉ tiêu là tổng lợi nhuận kế toán trên sách thuế ở trên báo cáo tài chính thì sẽ được tổng hợp lên trên cái phụ lục 031A này, thì từ chỉ tiêu 22 ở trên phụ lục 031A thì nó sẽ tự động nhảy lên chỉ tiêu A1 ở trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03. Vậy là chúng ta đã có được cái lợi nhuận kế toán rồi. Thì điều tiếp theo chúng ta quan tâm đó chính là các khoản chênh lệch giữa kế toán và thuế. Tương ứng đó chính là các chỉ tiêu B từ B1 cho đến B15. Vậy thì tiếp theo em sẽ đi vào một chỉ tiêu mà mọi người sẽ có rất là nhiều câu hỏi và thắc mắc liên quan đến, đó chính là chỉ tiêu B4. Chỉ tiêu B4 thì nó sẽ bao gồm là các cái khoản chi phí không được trừ khi mà xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy thì trước khi xác định được khoản chi phí nào không được trừ thì chúng ta phải nắm được là chi phí được trừ là chi phí như thế nào. Vậy thì chi phí để được xác định là chi phí được trừ sẽ cần phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất đó là chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều kiện thứ hai đó là chi phí có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định. Và điều kiện cuối cùng đó chính là chúng ta cần phải đáp ứng điều kiện về thanh toán không dùng tiền mặt từ 20 triệu đồng trở lên đối với những cái chi phí hóa đơn mua hàng và dịch vụ. Vậy là chúng ta đã nắm được là chi phí được trừ như nào. Từ từ đó chúng ta có thể nhận được là chi phí không được trừ là những chi phí như nào. Nhưng mà để trực quan hơn về phần chỉ tiêu B4 thì các chi phí không được trừ thì em có một số cái chi phí minh họa. À, nhưng mà trước khi phần này nhá thì chị cũng có một câu hỏi. Trước cái phần này chị có một câu hỏi, đó là nếu mà trong trường hợp ấy, trong năm mà chị có cái hóa đơn đầu vào của chị mà bị không may bị điều chỉnh hoặc bị thay thế đi ấy thì chị sẽ cần phải kê khai như thế nào? Dạ vâng, đây cũng là một câu hỏi rất là hay mà chắc là cũng nhiều bên gặp phải. Vậy thì trong trường hợp mà phát sinh hóa đơn đầu vào bị điều chỉnh hoặc là thay thế thì sẽ có hai điểm chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất là về mặt thuế thì chúng ta sẽ kê khai cái phần hóa đơn đó vào kỳ gốc. Và cái điểm thứ hai mà chúng ta cần lưu ý đó là về mặt kế toán thì sẽ căn cứ vào mức độ trọng yếu mà chúng ta sẽ lựa chọn phương án xử lý phù hợp là sẽ kê khai điều chỉnh vào kỳ gốc hay là điều chỉnh vào kỳ hiện tại. Như vậy thì chỗ đối với